Xin chào tất cả các bạn và các em đã đến với cái buổi ôn tập tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Cái chương trình này của thầy sẽ là 30 phút mỗi ngày để lấy 8 cộng. Cái chuỗi này của thầy thì có 10 đề bài tập và 10 đề lý thuyết, thì thầy sẽ chữa mỗi ngày cho chúng ta một cái đề bài tập. Về đề bài tập thì với cái mục tiêu là lấy 8 cộng thì trong cái bộ đề này của thầy sẽ là 10 đề và mỗi đề 10 câu. Ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa cho chúng ta cái đề đầu tiên nhá. Cái đề số 1 là cái đề dễ nhất, đúng không ạ? Thì các bạn cần chú ý nhá, là cái file đề ấy thì sẽ up lên trên fanpage sớm, và sau đó thì sẽ có file giải, để có video giải của thầy. Mình sẽ có câu đầu tiên ạ. Để hôm nay mình sẽ làm cái đề đầu tiên 30 phút mỗi ngày đấy ạ. Ok. Câu số 1 ạ. Câu số 1 là một cái câu về chỗ việc là thực hiện phản ứng tráng gương. Thầy cho to nó một chút. Rồi. Câu số 1 là thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn 36 gram dung dịch fructose. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ được công thức của anh fructose là gì, đúng không? Thế thì công thức của fructose thì nó là đồng phân với glucose, nên công thức của nó sẽ là C6H12O6 này. Đó, đấy, đầu tiên chúng ta phải nhớ được công thức đã. Thứ hai là tráng gương hoàn toàn 36 gram dung dịch. 36 gram dung dịch 10%. Thì ở đây mình tìm được m dung dịch nhá. Thế thì hoàn toàn mình cần phải tìm được là m của fructose nguyên chất 12O6 nguyên chất nó sẽ bằng là 36 nhân với 10%. Có nghĩa là 10 chia 100. Vậy nó bằng là 3,6. Và từ đây chúng ta sẽ tìm được số mol fructose, đúng không ạ? Bạn nào mà không biết, không nhớ được cái phân tử khối thì các bạn cần lấy là 3,6 chia cho tính phân tử khối anh C2H6 C6H12O6 ra. Còn bạn nào mà biết rồi thì mình sẽ lấy nó là 180, đúng không các em? Vậy mình sẽ có là 3,6 chia cho 180. Số mol của fructose bằng 0,02 mol. Thì ngay lập tức đến đây chúng ta sẽ suy ra được. Ngay lập tức đến đây chúng ta sẽ suy được khối lượng bạc kim loại thu được là, thì mình lưu ý cho thầy là một glu cũng tương tự như một fructose thì nó sẽ luôn luôn tráng ra cho chúng ta là hai bạc nhá, các bạn cũng phải lưu ý nhá. Nó tráng ra chúng ta hai bạc. Vậy nó tráng ta hai bạc với anh này cho sẽ là 2Ag. Thì mình tìm được số mol luôn này. 0,02 mà nhân với 2 chia cho 1 thì bằng 0,04. Vậy mình có số mol bạc của chúng ta bằng 0,4, vậy khối lượng của bạc nó là 0,4 nhân 108 bằng 4,32 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A, 4,32 nha. Các em thấy dễ không? Ngay câu đầu tiên là một câu khá là dễ. Câu số 2 ạ. Hòa tan M gam hỗn hợp gồm. Chúng ta chiến đấu tiếp sang cái câu số 2. Câu số 2 này là một cái dạng câu mà rất dễ hay ra trong đề thi tốt nghiệp ở phần mức độ cơ bản thôi. Chúng ta cần phải làm được cái câu này thì chúng ta mới mong ước được những cái điểm cao hơn. Và đôi khi các bạn làm những cái câu này ấy, thì các bạn lại rất hay bị sai lầm ở những cái câu dễ như này, dẫn đến chúng ta không được điểm cao. Rất là tiếc. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm. Đây thì viết cho chúng ta nhìn này. KHCO3 kali hydrocarbonate và CaCO3 canxi carbonate trong lượng dư HCl, phải cho dư nhá. Dung dịch HCl sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được CO2. Mình tìm được số mol CO2 là 2,24 ấy, mà chia cho 2,4 thì chúng ta sẽ bằng là 0,1 mol, đúng không? Đề bài hỏi giá trị của M. Thế thì để làm được câu này thì các em cần phải lưu ý thêm một điểm này, một cái điều cực kỳ phải chú ý ở đây nhá. Một cái điều cực kỳ phải chú ý ở đây là gì? Phân tử khối của KHCO3 và phân tử khối của CaCO3 bằng nhau, đều bằng 100 nhá. Bằng nhau ạ. Chúng ta bấm xem, đều bằng nhau. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu mà chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là bên trong anh KHCO3 này, bên trong anh KHCO3 này chỉ có một carbon này. Bên trong anh CaCO3 này cũng chỉ có một carbon này. Vậy thì toàn bộ carbon bên trong anh KHCO3 và CaCO3 chui hết vào trong anh CO2. Hay nói cách khác là số mol của anh CO2 chính bằng tổng số mol của anh KHCO3 và anh CaCO3, đều bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được xong rồi ạ. Mình sẽ tìm được khối lượng M, khối lượng hội này. Thì có phải nó chính bằng là 0,1 nhân với phân tử khối của KHCO3 hay CaCO3 thì đều bằng 100. Vậy là nó bằng 10. Dễ không các bạn?
Quá dễ dàng đúng không ạ? Và đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Ok không? Ngon lành cành đào không ạ? Thì những cái câu này chúng ta chỉ cần thông minh một tí, chúng ta nhìn tinh tinh một tí tẹo thôi là mình sẽ thành công. Ok, mình sẽ sang câu tiếp theo ạ, câu số 3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm natri và kali vào nước. Natri này và kali này vào nước này. Thì mình phải hiểu nhá, anh natri này anh kim loại kiềm, anh kali cũng là anh kim loại kiềm. Khi hòa tan hai anh kim loại này vào nước ấy thì mình sẽ thu được là anh natri hydroxit và anh kali hydroxit. Đúng không? Và cái khí chúng ta sinh ra là khí hydro. Số mol khí hydro chúng ta bằng 0,336 chia 2,4 thì bằng là 0,015 mol. Được chưa? Vậy đề bài bảo là trung hòa X thì cần vừa đủ V ml dung dịch H24 0,1 m xác định giá trị của V. Thế thì câu này rất là đơn giản. Ở đây thì có một công thức giải cực kỳ nhanh. Các bạn cần nắm được. Đấy là số mol OH trừ trong dịch nó sẽ chính bằng 2 lần số mol H2 sinh ra. Được không ạ? Đấy, các bạn cần nhớ cho thầy cái công thức này nhá. Đây là một cái công thức rất là quan trọng, rất là hay thi. Đấy. Chúng ta đóng khung lại. Vậy ở đây ngay tức mình sẽ tìm được số mol OH trừ trong dịch nó sẽ bằng là 2 nhân với lại 0,015 bằng 0,03. Được chưa? Thế thì ở đây là một bài tập trung hòa. Thì muốn trung hòa được cái bọn này, trung hòa được OH trừ thì cần dùng H cộng. Thì phải mình sẽ có là để mà trung hòa thì có phải mình luôn luôn có là số mol OH trừ luôn bằng số mol H cộng không ạ? Vậy nó cũng bằng 0,03 đúng không? Và H cộng là do anh H2 H4 này đưa ra. Thì có phải là bên trong H24 thì có 2 H nên nó sẽ chính bằng là 2 lần số mol H2 S4 không? Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được số mol H24. Số mol của H2 S4 có phải bằng 0,03 chia cho 2 thì bằng 0,015 không? Sau khi tìm được số mol H24 rồi, đề bài yêu cầu chúng ta tìm V. Thì có phải mình sẽ ra được V sẽ bằng là 0,015 cm bằng n trên V, V bằng n chia cm. Cm đây đề bài cho bằng 0,1. Đấy, chia cho 0,1. Và ở đây chúng ta sẽ bằng là 0,15 lít. 0,15 lít thì tương đương với là 150 ml nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. 150 ml. Đấy, đây là một câu bài tập rất dễ. Thì ở trong này nhá, ở trong này muốn làm được cái bài tập này chúng ta cần phải nắm được cái công thức. Đấy, cái công thức này. Đây là cái công thức giải nhanh. Đấy, các bạn cần nắm được. Ok không ạ? Mình sang tiếp câu số 4 nhá. Câu số 4 ạ, cho 18 g glucose. Công thức của glucose nó sẽ là C6H12O6. Và mình tìm được số mol luôn nhá. Mình lấy là 18 chia cho 180 thì số mol anh này bằng 0,1 mol này. Lên men rượu với hiệu suất là 75%. À, lên men ạ, lên men các bạn có nhớ là lên men thì tạo thành gì không ạ? Lên men thì nó sẽ tạo thành là hai thằng CO2 và hai thằng gì ạ? Và hai thằng C2H5OH. Đề bài cho ra hiệu suất là 75%. Thì 75% thì tương ứng với lại là 0,75 hay là 75/100 đấy. Thế đề bài hỏi là giá trị của m gam C2H5OH. Ui dồi ôi, câu này dễ ọt. Đúng không ạ? Đây mình sẽ có này. Nhân chéo 0,1 nhân 2 chia 1 bằng 0,2 này. Lưu ý cho thầy có một cái câu như thế này. Đó là thuận nhân nghịch chia nhá. Nhớ cái câu này. Thuận nhân nghịch chia. Được không ạ? Đấy, các bạn nhớ câu này là thành công này. Thuận thì nhân, nghịch thì chia. Đấy, đóng khung câu này lại. Thuận, nhân, nghịch, chia. Ok chưa? Vậy ở đây này, chiều thuận này. Thuận thì nhân hiệu suất, nhân 0,75. 0,2 mà nhân với 0,75 thì chúng ta bằng 0,15. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng.
của C2 H5 OH bằng 0,15 nhân 46 bằng ạ 6,9 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ, thấy các em dễ không? Dễ không? À, bây giờ còn kêu khó khăn cái gì nữa không? Dễ như thế này là gì nữa? Đúng không ạ? Mình sang câu số 5 ạ. Câu số 5 này là một cái câu về cái định luật bảo toàn điện tích. Thì chúng ta phải nhớ một cái điều là tổng điện tích trong một dung dịch thì luôn bằng 0. Đấy chưa? Tổng điện tích trong một dung dịch luôn bằng 0. Hay nói cách khác là số mol điện tích dương trong dung dịch thì luôn bằng số mol điện tích âm trong dung dịch. Đấy, thì từ đó mình suy ra đây. Dương này. 1 dương nhân x. Đấy, hết rồi. Đúng không? Thì bằng này, âm này. 3 này nhân y này. Cộng với 2 này nhân z này. Vậy x bằng 3y cộng 2z. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy, thực ra thì để mà đạt được 8 cộng ấy, chúng ta chỉ cần nắm được một vài dạng bài tập cơ bản thôi. Chúng ta cứ làm chắc từng cái dạng bài này thì 8 điểm nó nằm dễ trong lòng bàn tay. Chúng ta không cần phải mơ ước gì nhiều, bởi vì bây giờ là cái quãng thời gian cuối rồi. Chúng ta không thể học được thêm được bất kỳ một điều gì mới, mà chúng ta chỉ có thể mà củng cố lại những cái kiến thức mà mình đã biết thôi. Các bạn chú ý nhá. Câu số 6 nhá. 13,6 gam hỗn hợp gồm 13,6 gam hỗn hợp gồm C2H5OH này và C3H7OH này tác dụng vừa đủ với natri này, thu được này, muối này và 2,8 lít khí này. Khí đây chắc chắn là khí hydro rồi. Và mình tìm được số mol khí của mình bằng 2,8 chia 2,4 bằng 0,0125. 0,125. Được chưa? Bằng 0,125. Thế thì ở đây chúng ta lại phải cái muối chúng ta biết rồi, nhưng mà ở đây chúng ta có một cái chiêu giải nhanh như sau. Thường nếu các bạn giải thì các bạn sẽ phải đi tìm xem là số mol của C2H5OH là bằng bao nhiêu, số mol C3H7OH bằng bao nhiêu, thì như vậy nó không giải nhanh được. Ở đây thầy hướng dẫn ta một cái chiêu chúng ta giải nhanh để mà chúng ta nắm được. Đây là cái số mol natri phản ứng ấy. Số mol natri phản ứng. Được chưa? Thì luôn bằng số mol OH và luôn bằng 2 lần số mol H2. Đấy, mình nắm được cái này là xong. Được chưa? Mình nắm được cái này là ngon lành cành đào luôn, đóng khung lại. Ok chưa? Thế vậy ở đây này, ngay lập tức thầy sẽ tìm ra được số mol natri phản ứng, nó sẽ bằng 2 nhân 0,125. Vậy nó chính bằng 0,25. Đúng không ạ? Vậy số mol natri ở đây của chúng ta bằng 0,25. Và bây giờ cái câu chuyện của chúng ta để giải được xong câu số 6 này là đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có này. 13,6 gam cộng với 0,25 nhân nguyên tử khối của natri là 23 thì bằng m muối cộng với mh2 là 0,125 nhân với 2. Đến đây mình tìm được m muối bằng 13,6 cộng 0,25 nhân 23 trừ 0,125 nhân 2 bằng 19,1. Được chưa? 19,1. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ngon lành cành đào nhờ các bạn nhỉ. Thấy không ạ? Chúng ta cứ làm từng tí một, mỗi lần chúng ta tiến bước tí. Hôm nay thì với 10 câu này các bạn có thể khó. Ngày mai các bạn lại làm thêm 10 câu nữa, các bạn sẽ thấy nó dễ một tí xíu. Ngày kia lại 10 câu nữa thì càng thấy dễ hơn nữa. Đúng không ạ? Cứ mỗi ngày mình cố một tí thôi là mình sẽ thành công. Câu số 7 cho các bạn nhé. Câu số 7. Câu số 7 của chúng ta là đốt cháy hoàn toàn argam hỗn hợp gồm CH3 COO CH3 này. H COO CH3 này. Cần vừa đủ oxy này. 1,232 chia 2,4 bằng 0,055. Thì thu được H2O và CO2. Mình tìm được số mol CO2 bằng 2,2 chia 44.
0,05. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của A gam đây. Thế thì điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy được ở bên trong cái bài này, chúng ta đừng hoang mang vội. Điều đầu tiên chúng ta nhìn được thấy ở bên trong cái bài này đấy là gì? Đấy là cái anh CH3 này, cái anh CH3 này, COCH3 là ethanol đơn hợp. Và anh HCOCH3 này cũng là anh ethanol đơn hợp. Vậy thì hai anh này đều thuộc hội ethanol đơn hợp. Thế ethanol đơn hợp thì có điều gì xảy ra? Với ethanol đơn hợp thì mình sẽ luôn luôn có ethanol đơn, thì mình luôn luôn có N nước bằng NCO2, hay nói khác NCO2 bằng N nước. Vậy ở đây mình đã tìm được rồi nhá, mình đã tìm được NCO2 của mình bằng 0,05 rồi, vậy N nước của mình cũng bằng 0,05. Ok chưa? Vậy đề bài yêu cầu giá trị của A trong này thì mình đã biết được khối số mol oxy, có nghĩa biết được khối lượng oxy, số mol của nước biết khối lượng của nước, số mol CO2 biết khối lượng của CO2. Vậy bây giờ cái câu chuyện chúng ta rất đơn giản thôi. Đúng không ạ? Mình sẽ có này, giá trị của A mình đi bảo toàn khối lượng. Mình được A cộng với khối lượng của oxy là 0,055 nhân 32 bằng khối lượng của nước là 0,05 nhân 18 cộng với cái anh này viết hơi tụ xuống dưới thì xóa này đi. Khối lượng của CO2 là 0,05 nhân 44. Đến đây chúng ta bấm máy tính chúng ta tìm được A. Và đến đây mà các bạn còn bấm máy tính nữa sai nữa thì thầy chịu nhá. 0,05 nhân 18 cộng 0,05 nhân 44 trừ 0,055 nhân 32 bằng 1,34 ạ. 1,34, và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 1,34. Dễ không? Câu số 8. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm natri này, kali này vào 50 ml dung dịch Y gồm này HCl này. Số mol là 0,6 nhân 0,05 bằng 0,03. H2SO4 0,2 nhân 0,05 bằng 0,01. Thu được dung dịch chỉ chứa muối trung hòa. Dung dịch muối trung hòa và đi đề bài yêu cầu là thể tích khí hydro thoát ra điều kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu. Thế thì nhìn câu này thì mình thấy là khó, nhưng mà thực ra nó lại không khó tẹo nào. Chúng ta lưu ý với thầy nhá, ban đầu tiên nhá anh natri và anh kali này thì nó sẽ tác dụng với nước trước, được chưa, để nó sinh ra anh OH trừ. Thế nhưng mà ở đây dung dịch chỉ chứa muối trung hòa, có nghĩa là OH trừ và cộng hết, đúng không? Hay nói cách khác, ở đây chúng ta cứ coi như là natri và kali tác dụng với H cộng. Vậy thì mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì mình sẽ có là bao nhiêu hydro ở ban đầu. Đấy, hydro ban đầu nằm trong HCl, hydro ban đầu nằm trong H4 thì chui hết vào trong H2. Đúng không ạ? Vậy này, mình sẽ có này, hydro ban đầu nằm trong HCl thì chỉ có 1 hydro. Đúng không? Trong HCl 1 hydro. Cộng với trong H4 thì có 2 hydro. Thì bằng hydro trong H2. 2 hydro. Vậy đến đây mình tìm được số mol H2. 0,03 cộng 0,01 nhân 2 bằng chia 2 bằng 0,025. Và đến đây mình tìm được V. Bằng 0,025 nhân 22,4. 0,56 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Dễ không? Đừng có bạn nào bảo với thầy là khó câu này nhá. Đúng không ạ? Ok, mình sang câu tiếp theo. Câu số 9. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ.
chia 20,6 gam hỗn hợp gồm natri, nhôm và Al2O3 thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với nước dư. Hai phần bằng nhau mà khối lượng có trong 20,6 thì chốc nữa bây giờ mình cứ tìm đi trong một phần đã. À thế thì bây giờ mình xử lý luôn. Ừ cứ tính trong một phần đã. Vậy hai phần bằng nhau vậy mỗi phần nó sẽ là 10,3 gam. Thì phần 1 natri này, nhôm này, Al2O3 này, tác dụng với nước dư này, mình thu được H2 này, số mol nó bằng 0,1. Được chưa? Phần 2, thế giờ mình xếp phần 1, phần 2 thì tác dụng với lại KOH dư thì thu được hydro lúc này là bằng 0,25. Chúng ta sẽ nhìn thấy một điều đặc biệt như sau. Đó là tác dụng với lại KOH dư thì thu được hydro lớn hơn so với hydro khi tác dụng với nước. Điều này chứng tỏ rằng khi tác dụng với KOH dư thì nhôm hết. Còn tác dụng với nước thì nhôm dư. Được không ạ? Tác dụng với KOH thì nhôm hết và tác dụng với lại nước thì nhôm dư. Vậy điều này sẽ dẫn đến một điều. Là bây giờ chúng ta xét tác dụng với nước. Được chưa? Bây giờ ta xét tác dụng với nước. Thì khi mà tác dụng với nước ấy, khi mà tác dụng với nước ấy, thì có phải mình sẽ được là natri này tác dụng với nước để tạo thành NaOH. Sau đó NaOH tác dụng với nhôm để tạo thành NaAlO2. Và tác dụng với Al2O3 cũng tạo thành NaAlO2. Đúng không ạ? Đấy, thì mình cần phải lưu ý mấy cái điểm vậy để mình làm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt số mol của natri là A mol, nhôm là B mol và Al2O3 là C mol. Được không ạ? Thế thì có phải mình sẽ có là cái khối lượng của anh X này. Đấy là 10,03 không? Thì mình sẽ có một cái phương trình đầu tiên. Một cái hệ phương trình đầu tiên ạ. Đó là gì? Khối lượng của natri là 23A. Khối lượng của nhôm là 27B. Cộng khối lượng của Al2O3 là 102C. Thì bằng 10,3. Được chưa? 10,3. Bây giờ tiếp tục là bảo toàn E. Bảo toàn E ở cái phần 1 đi ạ. Phần 1 thì cái thằng nhôm này phản ứng chưa hết. Thế thì giả sử đây là amon natri thì đây là amon. Đúng không ạ? Thì vậy thì cái thằng nhôm ấy, cái thằng nhôm nó sẽ phản ứng ở đây, nó sẽ là phản ứng là amon thôi. Vậy thì bảo toàn E ở phần số 1 thì mình có này, natri phản ứng là từ natri 0 lên natri dương 1. Vậy là 1 nhân A cộng với này, nhôm phản ứng ở đây là phản ứng 0 amon này lên dương 3 này, vậy là cộng 3A. Thì bằng hydro từ hydro dương 1 về hydro 0. Vậy là 1 trừ đi 0 là 1 nhân 2 bằng 2. 2 nhân 0,1. Đúng không ạ? Cuối cùng là bảo toàn E cho phần 2. Lúc này là phản ứng hết. 1 nhân A, lúc này nhôm là phản ứng hết B mol nên nó sẽ là 3B cộng với lại 3B. Anh này là 0C bởi vì anh này không sinh ra hydro. Đúng không ạ? 0C thì bằng bao nhiêu đấy? Hydro từ hydro dương 1 về hydro 0 vẫn là 2. 2 nhân 0,25. Và đến đây mình bấm máy tính là mình giải hệ ra được. 23 bằng 27 bằng 102 bằng, phải bấm hệ nhầm. 23 này, 27 này, 102 này, 10,3 này. Đây là mỗi thằng A thôi, 4 bằng 0 bằng 0 bằng 0,2. Này là 1 bằng 3 bằng 0 bằng 0,5. Rồi, A bằng 0,05. B bằng 0,15. Và C bằng 0,05. Và chú ý đây là cái số mol của Al2O3 trong 10,3 gam. Vậy mình tìm được khối lượng của nó là bằng 0,05 nhân 102
thì là 5,1 gam trong 10,3 gam. Vậy thì trong 20,6 thì nó sẽ là nhân 2 đi. Vậy là 10,2 gam. Được không ạ? 10,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 10,2 gam. Dễ nhỉ? Sang câu số 10, câu cuối cùng của đề này. Câu số 10 ạ, câu cuối cùng của đề này nhá. Chúng ta cùng quan sát ạ. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglycerid trong dung dịch Na. Đây, m gam hỗn hợp X gồm các triglycerid trong dịch NaOH. Thế thì mình cứ đặt nó là CXHIO6 thủy phân trong NaOH thu được glycerol C3H8O3 và hỗn hợp gồm 3 muối C15H31COONa C17HXCOONa và C17HYCOONa. Thế thì ngay lập tức là mình có thể tìm được là số nguyên, từ từ đã. Bây giờ đặt đi ạ. Đặt anh này là tỷ lệ số mol tương ứng là 1 chia 2 chia 1. Và anh này đặt là A thì anh này là 2A thì anh này sẽ là A. Đúng không ạ? Đốt cháy hoàn toàn thì cần vừa đủ oxy. Số mol là 3,155 thì thu được H2O và CO2. Số mol CO2 bằng 2,22 mol. Thế thì ở đây mình đi bảo toàn carbon thì sẽ mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon ở bên trong đẳng X. Đúng không ạ? Bảo toàn natri thì sẽ suy ra được số mol NaOH, từ đó suy ra số mol của C3H8O3, từ đó tìm được số mol của CXHIO6. Nhưng vẫn chưa ra được nước, mới ra được carbon thôi. Đúng không ạ? Mặt khác, tác dụng tối đa với lại bemol brom. Thế thì câu này ạ. Câu này mà muốn giải được ngon lành ấy. Thì bây giờ chúng ta cùng làm nhá. Bây giờ bước 1 này, mình đi bảo toàn carbon á để mình tìm được X ở bên trong này. Mình có đây là 3 này. 3 carbon trong này, 3 carbon cộng với này. 15 cộng 1 là 16 này. Cộng với 17 cộng 1 là 18 này. Cộng 17 cộng 1 là 18 nữa này. Vậy carbon bên trong này X nó sẽ là C55. HIO6. Đúng không ạ? Bây giờ mình đi bảo toàn natri. Thì có phải số mol natri của NaOH thì chính bằng số mol natri nằm trong các muối này không? Vậy đây mình sẽ có là A cộng 2A cộng A bằng 4A. Và do là một anh triglycerid này ăn 3 anh NaOH nên mình sẽ tìm được số mol của anh triglycerid này sẽ là 4A chia 3. Được không ạ? 4A chia 3. Thế thì ngay lập tức tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon là mình sẽ tìm được A, đúng không ạ? 55 nhân với lại 4A phần 3 thì chính bằng số mol CO2 2,22. Đến đây mình tìm được A bằng 2,22 nhân 3 bằng chia 55 nhân 4 bằng, ôi sao lẻ này, thấy có bị nhầm không nhỉ? Xem nào, 2,22 này nhân 3 này chia cho mở ngoặc đơn này, 55 nhân 4 này. Ô, vẫn lẻ. Ô, chả nhẽ nó lẻ à? Không thể lẻ được đúng không? Yến thầy nhìn lại xem thầy bị nhầm đâu không. A cộng 2A cộng A bằng 4A. 4A nhân 1 chia 3 thì bằng 4/3A. Vậy bảo toàn thì đây là 55 này. 55 nhân 4 chia 3 bằng 2,22 mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam. Đúng rồi. Chia n bằng, ô số mol vẫn 0,03, có thể làm tròn được nhỉ? Làm tròn được. A bằng 0,03 mol được đúng không em? Nhờ. Mình làm tròn nhá. A bằng 0,03 mol. Thì với anh A bằng 0,03 mol. Vậy thì là 4A phần 3 thì nó sẽ bằng là
0,04. Được không ạ? Thế thì câu chuyện chúng ta bây giờ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy để mình tìm được số mol nước. Bảo toàn nguyên tố oxy thì mình sẽ có 0,04 nhân 6 cộng với 3,155 nhân 2 bằng số mol nước cộng với lại hai lần số mol của CO2. Hai lần số mol của CO2 thì ở đây nó bằng là 2 nhân 2,22. Đến đây mình tìm được số mol nước bằng 0,04 này nhân 6 này cộng 3,155 này nhân 2 này trừ 2 nhân này 2,22 này bằng này. Số mol nước bằng 2,11. 2,11. Vậy thì bây giờ ở đây mình sẽ có một cái biểu thức là NCO2 trừ đi N nước chia cho N cháy thì sẽ bằng K. Đấy, các bạn phải nhớ cái công thức này. Bắt buộc các bạn phải nắm được cái công thức này. Được chưa? Sorry, chỗ này là K trừ 1 ạ. Vậy suy ra ở đây mình sẽ có NCO2 của mình là 2,22 trừ N nước là 2,11 chia N cháy là 0,04 thì bằng K trừ 1, suy ra K của chúng ta bằng 2,22 trừ 2,11 bằng chia 0,04 bằng cộng 1 bằng K bằng 3,75. Với K bằng 3,75 thì các bạn cần phải lưu ý rằng là cái anh K này thì nó gồm có 3 pi của COO thì bọn này không tác dụng với brom. Không tác dụng với brom. Vậy trong này nó còn 3,75 trừ 3 thì còn 0,75 pi CC thì tác dụng với brom. Được chưa? Vậy từ đây thì mình sẽ suy ra được. Từ đây thì mình sẽ suy ra được là anh C55 HiO6 thì một anh này ăn 0,75 anh brom. Được chưa? Một anh này ăn 0,75 anh brom. Để bài hỏi cái gì? À, 41,64 gam X thì tác dụng tối đa bao nhiêu mol brom? Thế bây giờ mình phải bảo toàn khối lượng để mình tìm được là cái khối lượng của anh X ban đầu này bằng bao nhiêu đã. Đúng không? Mình bảo toàn khối lượng này. Thì có này, khối lượng tương ứng 0,04 mol X nó sẽ là M của 0,04 mol X thì sẽ bằng MCO2 cộng M nước trừ M oxy. MCO2 là 2,22 nhân 44 cộng M nước là 2,11 nhân 18 trừ MOC là 3,155 nhân 32 bằng 34,7. Đúng chưa? 34,7. Thế thì 34,7 tương ứng với 0,04 mol, vậy 41,64 thì tương ứng bao nhiêu? Thì 34,7 thì 41,64 mà chia cho 34,7 thì bằng bao nhiêu? 1,2. Vậy gấp 1,2 lên, vậy là 0,04 mol thì lúc này nó tương ứng lại 0,04 sẽ nhân với 1,2 bằng 0,048. Đấy. Thì cái chỗ này đề bài yêu cầu chúng ta là khối lượng là 41,64 này. Vậy 0,048 thì ứng với 0,048 nhân 0,75. 0,036 mol brom. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là 0,036 mol brom các em nhé. Đáp án đúng là đáp án. À, các em thấy câu này hay không? Cực kỳ hay đúng không? Đấy, thì đây là 10 câu đầu tiên sắp xếp từ dễ tới khó cho cái phần mà luyện thi trên 8 cộng. Và cái dạng câu số 10 này là dạng chắc chắn sẽ có trong đề thi. Các bạn cần phải chú ý. Ok ạ. Và buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào các buổi học sau.